Chào cả nhà dấu yêu đã đến với kênh của Bùi Trung Đẳng. Hôm nay Trung Đẳng đi về quê vợ của Nguyễn Văn Mẹo, chung dài dòng cổ 2011. Đường xá rất là đẹp cả nhà ơi. Bây giờ Trung Đẳng sẽ quay con đường đi đến nhà bên vợ của Nguyễn Văn Mẹo nha. Đó, đây là nghệ sĩ Ánh Nữ và Trung Nhân đang đi lội bộ. Vui không? Hai người vui không? Vui. Mỗi giò chưa? Đau giò. Đây là con sông cả nhà ơi. Đằng kia có chiếc đò. Mình đang lội bộ lại chiếc đò cả nhà ơi. Nó chiếc đò kìa, nó thấy chiếc đò rồi. Hãy lẹ đi mọi người ơi, tới đò rồi. Tới đò rồi. Xuống đò. Đò dưới quê đây. Tới rồi, tới ngoài rồi đó. Đò dưới quê. Cẩn thận, từ từ thôi, chậm chậm thôi. Cổng luôn đi. Người phụ nữ lái đò này cả nhà ơi. Lên phà, lên đò cả nhà ơi. Phái đoàn đây, phái đoàn của nhà mình. Đi bộ với nhiều kỷ niệm chứ cả nhà ha. Gần tới rồi cả nhà ơi. Cố gắng, chút xíu nữa tới. Trời ơi, quẹo vô hẻm nữa cả nhà ơi. Hẻm này hẻm gì đây? Quá trời ơi. Để theo dõi ra mày ruộng luôn cả nhà ơi, dữ thiệt. Tới rồi cả nhà ơi. Đồ chai dưới quê này cả nhà hết sảy luôn.